Chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đinh Hút trở lại thuở học sơ trung, cầm mấy trăm tệ nhặt một con trung khuyển từ trại giáo dưỡng về nhà. Lần này, hắn muốn nhìn người này cho thật kỹ, dạy người này lại một lần từ gốc đến ngọn, thay đổi triệt để, làm một người tốt, hắn cứu người khác, cũng là cứu chính bản thân mình, bù đắp toàn bộ núi tiết trước kia, tên truyện lấy từ bài hát của Kaka, nếu em còn ở đây, cho nên thật hạnh phúc tóm lại là cải tạo một con cùng khuyển thành trung khuyển, hoan nghênh mọi người đến ăn ba nhân vật chính. Đinh Húc và Tiêu Lương Văn phối hợp diễn. Đinh Hạo, Bạch Bân. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.